thông tin từ báo tin tức chiều 15 tháng 3, một lái xe bán tải cố tình rồ ga bỏ chạy khi bị công an phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội kiểm tra lỗi dừng đỗ. Chiếc xe đã đâm hàng loạt phương tiện và bị người dân chặn đầu xe hành hung. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 3, lực lượng công an phường Trương Định yêu cầu chiếc xe bán tải biển kiểm soát 29C85642 chấp hành lệnh kiểm tra lỗi dừng đỗ, lái xe đã bất ngờ rồ ga bỏ chạy từ phố Trương Định lên vành đai 3. Theo clip người dân tại đây ghi nhận, mặc dù xe bán tải đã bị hai xe chuyên dụng của công an chặn đầu và chặn cuối, nhiều người dân cũng đứng trước mũi xe yêu cầu lái xe chấp hành, nhưng lái xe vẫn cố tình trốn chạy. Trong quá trình bỏ chạy, lái xe tiếp tục va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có một thanh niên đi xe máy SH bị xe bán tải này đâm trực diện. Rất may, người điều khiển xe máy kịp nhảy ra thoát thân và hô hào người dân đuổi theo. Sau 4 km bỏ trốn, chiếc xe bán tải đã bị người dân cùng các phương tiện trên vành đai 3 ép dừng lại. Nhiều người dân bức xúc đã lao vào hành hung lái xe ngay trong cabin. Công an quận Hai Bà Trưng truy đuổi đã phải hết sức can ngăn và đưa lái xe về trụ sở làm việc. Trong quá trình bỏ chạy và chạm với nhiều phương tiện, đầu xe bán tải hoàn toàn biến dạng. Bên trong xe, ngoài lái xe là một nam giới đã trung tuổi, còn có một phụ nữ. Cơ quan công an đang tiến hành đo hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy lái xe. Vụ việc cũng đang được công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.